ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, bị tâm cung kính xâm chiếm. Sau khi tân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng: Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị chúng sanh bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ai khi được cung kính, khi không được cung kính, trong cả hai trường hợp, tâm định không lai chuyển, sống hạnh không phóng dật, tâm thường nhập thiền tư, với tâm tưởng tế nhị, chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thủ diệt, được gọi bậc chân nhân. Dạ, dạ hết rồi. Dạ, dạ cảm nhân đã đọc bài xong, muốn mời bàn tay của Ái Minh. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp, Thượng Tọa Pháp Tân. Kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số xin sám hối ạ. Chung quanh ồn quá vì phân tâm rồi.
À, cảm ơn chị Rạng Đông, con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá chương 3 Pháp Ba Chi phần 70, phần 81 La Mã. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, bị tâm cung kính xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời này, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị cung kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ai khi được cung kính, khi không được cung kính, trong cả hai trường hợp, tâm định không lay chuyển, sống hạnh không phóng dật, tâm thường nhập thiền tư, với tâm tưởng tế nhị, chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thủ diệt, được gọi bậc chân nhân. Chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thủ diệt, được gọi bậc chân nhân. Dạ, em đã trả bài xong, kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Cảm ơn anh mình. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin trả bài Kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Khá chương 3 ba pháp, bài 81 La Mã. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính, chinh phục, bị tâm cung kính, xâm chiếm, sau khi thân hội mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị không cung kính, chinh phục, tâm bị không cung kính, xâm chiếm, sau khi thân hội mạng chung, bị sanh vào một cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi tâm bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nói các khác nói lên, ta nói lên
lời này: Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh bị cung kính, chinh phục, tâm bị cung kính, xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào một cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính, chinh phục, tâm bị không cung kính, xâm chiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào một cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào một cõi ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị cung kính, chinh phục, tâm bị cung kính, xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào một cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị không cung kính, chinh phục, tâm không cung kính, xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào một cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào một cái cõi dữ, ác thú và địa ngục. Ai khi được cung kính, khi không được cung kính, trong cả hai trường hợp tâm định không lay chuyển, sống hạnh không phóng dật, tâm thường nhập thiền nơi tâm tương tế nhị, chánh quán các sở kiến, ưa thích chấp thủ diệt, được gọi là chân nhân. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con cũng đã đọc thăm cái bài tiểu bộ kinh. Dạ, con xin nhận biết lại cho vị kế tiếp ạ. Hình như hết giờ 8 giờ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Trịnh Tâm Hương. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Nhược Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt Trịnh Tâm Hương, Trịnh Tràng Đông cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Nhược Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Thâm Má Trái Rí, Trịnh Trần Đạo, Trịnh Tràng Đông, cô An Minh, Trịnh Tâm Hương đã hoan hỷ ông bài. Dạ, bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Dạ, con cũng kính mời đạo tràng cùng giải Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài mới. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, cho hoa lành đại tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, biết làm mở đạo dạy đời, nhắm vương lập gia ngày dời chân sanh, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hầu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn ai.
những lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập Adam, mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàng tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính cảm ơn Minh Quách Tha Na cho bài học. Quỳnh hết lại bài dùm như Quỳnh Minh. Dạ trước khi chúng con học bài mới, con xin phép được đọc chánh văn kinh Tiểu Bộ Y Chí Bút Tất Cá chương 3 ba pháp phẩm 4 bài 82 La Mã. Này các tỳ kheo, thế nào là ba? Này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong khi ấy? Này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên vì thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ nhất thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về bảy bồ đề phần? Trong khi ấy, này các tỳ kheo, tiếng chư thiên được vang lên vì thánh đệ tử này chiến đấu với ác ma. Này các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ hai thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử với sự diệt tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát trong khi ấy? Này các tỳ kheo, chư tiếng chư thiên vang lên vì thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận, đứng đầu trong chiến trận. Sau khi chiến thắng, vị ấy an trú. Thì kheo, đây là tiếng chư thiên thứ ba thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Này các tỳ kheo, giữa chư thiên có tiếng chư thiên này thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên. Thấy đệ tử chính giác chiến thắng trong chiến trận, chư thiên cũng đảnh lễ bậc vĩ đại như vậy. Bậc trí tuệ chín mùi, chúng tôi đảnh lễ ngài, người được luyện thuần phục vì ngài đã chiến thắng trận đánh rất khó thắng. Ngài đã chiến thắng được quân đội của thần chết, không còn trở ngại gì. Nhờ giải thoát của ngài, như vậy các thiên nhân đảnh lễ vị như vậy. Vì đạt được mục đích, chắc chắn các thiên nhân đảnh lễ trong vị ấy. Pháp gì giúp thoát được khỏi thần chết chi phối? Và bản chánh văn đến đây, đại chánh con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con, sư nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nhà cảm ơn quý Phật tử cho biết nghe rõ. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Abhigwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phakavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp,
do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibhano Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Dứt tâm đảnh lệ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tôn tắc, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua bài số 82 La Mã. Phần chánh văn thì chúng ta đã nghe đọc. Thì ở đây chúng tôi xin được nhắc lại ở trong cái ý chính, ở trong ba cái chi pháp chính mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng chư thiên đó thì họ có những cái điều quan hỷ. Và cái điều quan hỷ thứ nhất đó, thì ở đây đó là gọi là ba cái tiếng mà giống như tán thán, ca tụng, tán dương từ nơi cái vị. Thứ nhất là cái vị mà thánh đệ tử của Đức Phật cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa, rồi nghĩ đến cái con đường để mà xuất gia, sống cái con đường phạm hạnh, sống cái đời phạm hạnh này. Đó là cái người thứ nhất mà được chư thiên ca ngợi, tán thán và quan hỷ. Cái người thứ hai là bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm thực hành ở trong bảy bồ đề Phật, tức là trong cái bảy pháp đưa đến cái giác ngộ. Thì khi đó đó là chư thiên họ cũng quan hỷ đến những cái bậc đó. Và cái bậc thứ ba nữa là Đức Phật ngài nói là một vị thánh đệ tử đó, mà nếu mà với cái tâm mà tu tập bằng tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đoạn trừ được các lậu hoặc phiền não, thì ở đó là sự ca tụng tán thán của các vị chư thiên ở các cõi trời đều quan hỷ đến những cái vị đó. Đó là ba cái sự ca tụng tán thán từ nơi các chư thiên. Thì ở đây đó là chúng ta biết rằng, chúng ta nói lại cái khi mà Đức Phật ngài bắt đầu, Đức Bồ Tát ngài giáng sanh, rồi cho đến khi ngài ra đời, rồi đến khi mà ngài thành đạo, rồi ngài niết bàn, thì những cái sự kiện lớn đó thì thường là có những cái các vị chư thiên cũng như là các vị phạm thiên ở các cõi trời. Nói như vậy thì chúng ta không phải nói là hết các cái cõi trời, bởi vì như cõi trời vô tưởng thì ngài không có tâm thì không có cần phải những điều đó. Hoặc là những cái cõi trời vô sắc rồi đó thì cũng không có các vị chư thiên đó, cũng không có cảm động hết, các vị phạm thiên đó cũng không có thể nào mà cảm nhận được cái sự giác ngộ của Đức Bồ Tát, hay là cái sự chiến thắng ma vương của Đức Phật cho đến là đến khi ngài thành đạo vân vân. Thì ở đây nói như vậy đó là nói chung là chư thiên, đặc biệt là các cái chư thiên ở cõi trời dục giới, là nơi mà các cõi mà có thể là gần với chúng ta nhất, gần với cõi nhân loại nhất. Và chư thiên thì nói đến chư thiên thì chúng ta phân biệt là chư thiên có chỗ thì mình gọi chư thiên là chung, nhưng mà chư thiên là chỉ cho các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, còn phạm thiên là chỉ cho các vị mà chứng thiền ở các cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà có khi cũng gọi chung là chư thiên hết. Điều này có thể nói rằng là cái thứ nhất là nói là một vị thánh đệ tử của Đức Phật, nếu mà cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa, rồi nghĩ đến xuất gia, rồi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong khi ấy một vị tỳ kheo chư thiên thì họ sẽ vang lên ca tụng vị thánh đệ tử ấy đến khi mà chiến thắng ác ma. Thì chúng ta biết rằng nói đến cái điều này đó, nói một vị mà xuất gia đó,
Thì mặc dù là trong luật nói xuất gia có đến năm hạng xuất gia, nhưng mà mình muốn nói đến một cái hạng á, là hạng mà có một cái tâm lý xuất gia, tức là mình muốn xuất gia để cầu đạo giải thoát, cầu đạo giải thoát. Thì cái hạng xuất gia đó, đó thì được xem như là cái hạng xuất gia rất là quý, rất là quý. Chúng tôi trở lại trong một cái điều đó là chúng ta nói đến cái xuất gia đó thì nó có hai. Một là cái hình tướng xuất gia, hai là cái tâm lý xuất gia. Thì khi mà nói đến cái hình tướng xuất gia đó thì chúng ta biết rằng là phải cạo bỏ râu tóc, mình phải khóa tướng hết. Tức là ở đây đó là mình, người ta bên ngoài cái răng, cái tóc là gốc của con người. Thì cái người tu là cạo bỏ râu tóc, nếu là nam là phải cạo bỏ râu tóc hết. Như vậy thì ở đây đó là về cái hình tướng, rồi cái người đó đó là phải cái người đó đó là phải đắp y mang bát, rồi sống một cái đời sống ở trong một cái nơi thanh tịnh, ví dụ như tự viện hay là chùa chiền hay là thiền thất, những cái nơi mà thanh tịnh đó thì chúng ta thanh tịnh, chúng ta ở đó. Thì khi mà nói đến hình tướng á, có nghĩa là chúng ta bỏ cái hình thức xuất gia ở bên ngoài đó, là chúng ta không có phải như bên ngoài. Ở bên ngoài thì trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Thì cái việc mà mình xuất gia đó thì cái hình tướng á, là mình phải đắp y mang bát, rồi mình phải giữ giới, thì phải cạo bỏ râu tóc. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là chúng ta có một cái tâm lý xuất gia. Tâm lý xuất gia, khi mà nói đến tâm lý xuất gia thì thật sự ra là mình, cái thứ nhất á, là mình phải biết từ bỏ. Từ bỏ, từ bỏ ở đây là gì? Từ bỏ những cái thế thường, từ bỏ những cái phiền não ở nội tâm của mình. Thế thường là sao? Thế thường là những cái gì ở bên ngoài người ta ràng buộc, thì mình phải bỏ những cái sự đó. Ví dụ như là người ta có vợ, có chồng, người ta có sự nghiệp, có gia tài, người ta con, có cái, người ta có nhà, có cửa, có danh, có vọng, có địa vị đó. Thì mình phải từ bỏ cái đó, từ bỏ cái đó. Rồi là mình phải có một cái tâm là từ bỏ phiền não. Tâm lý từ bỏ phiền não, tức là cái tâm của mình, mặc dù là mình sống ở trong cuộc đời này, trong xã hội này, còn biết bao nhiêu cái sự tiếp xúc đó, thì khi đó đó là chúng ta phải có một cái tâm lý. Tâm lý tức là mình phải giảm bớt, bỏ bớt cái tham của mình, bỏ bớt cái sân của mình, bỏ đến cái hại tầm, cái nguy hiểm, cái quan trái đối với những chúng sinh khác. Thì mình phải có lập tâm để từ bỏ cái phiền não. Thì dù gì đi nữa thì ở trong cái cảnh nào, mặc dù chúng ta thấy là có những người sống ở cái nơi mà mình thấy rất là đông đúc người, hồn qua đô hội rất là nhiều, nhưng mà cái tâm của họ muốn từ bỏ thì họ cũng có thể từ bỏ được. Rồi thí dụ như chúng ta không từ bỏ được thì dù chúng ta ở trong một cái nơi dù là vắng đi nữa, nhưng mà chúng ta luôn hướng cái tâm của mình đến với các cái dục, ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì khi có những cái cảnh đó đó, thì tâm của mình hướng đến những cảnh đó thì mình cảm thấy nó vui, rồi mình cảm thấy mình dính mắc, rồi cảm thấy mình bị cột trói. Cho nên cái người mà có tâm lý xuất gia đó là phải biết có mình muốn từ bỏ những điều đó, từ bỏ tham, từ bỏ sân hận, từ bỏ não hại, hay là từ bỏ những cái hệ lụy ở trong nội tâm của mình, phiền não ở nội tâm của mình. Thì mình phải có cái quyết tâm từ bỏ đó. Chúng ta nhớ rằng ở trong bốn pháp gọi là đầy đủ đó, hay là bốn pháp gọi là nền tảng cho cái người tu tập, thì ở trong đó có một cái nền tảng thứ nhất đó, là chúng ta phải có cái ý muốn, cái ý muốn xuất gia, cái ý muốn giải thoát, cái ý muốn
thực hành những cái thiện pháp để chúng ta sớm được chống được cái sớm được cái đọt được đạt được cái sự nội tâm của mình. Mình phải có cái ý muốn, thì trong đó gọi là dục như ý túc, tức là cái có cái ý muốn, muốn được tu tập những thiện pháp, muốn được trao dồi những thiện pháp, muốn được loại bỏ những pháp bất thiện, muốn đạt được cái sự giải thoát an lạc ở nội tâm. Mình phải có cái ý muốn đó. Cái nền tảng thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải có một cái sự nỗ lực. Nỗ lực mà chúng tôi nói, phải nói là đó là sự kiên trì nỗ lực, chứ không phải là một ngày một bữa, một ngày một bữa, hay là một tháng, hay là một năm, mà chúng ta phải cần có một cái sự kiên trì, bền bỉ nỗ lực. Nỗ lực ở đây là gì? Chúng ta tinh tấn, siêng năng thực hành ở trong cái thiện pháp, trao dồi cái nội tâm của mình, trao dồi cái thân khẩu ý của mình được tốt đẹp, và cố gắng thực hành những cái thiện pháp. Để chi? Cái thiện pháp đó, đó nó trở thành một cái chất liệu để gột sạch phiền não cho chúng ta. Để khi nào mà chúng ta gột sạch được phiền não thì chúng ta đạt được cái sự an lạc nội tâm, đạt được cái sự giải thoát từ ở nơi nội tâm của chúng ta. Cho nên nếu mà một người mà từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa để xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình đó, thì cái điều đó rất là quan trọng. Chúng tôi nói điều này, ví dụ như người Việt Nam của chúng ta đó, là chúng ta phải nói rằng là chúng ta bị ảnh hưởng từ ở cái văn hóa của người Trung Quốc. Người Trung Quốc là sao? Người ta còn có một cái ý niệm đối với là cái người Hoa đó, người Trung Quốc đó, họ có cái ý niệm là nếu mà người đi xuất gia là được xem như là bất hiếu, tại vì không có nối lửa tông đường. Rồi người ta quan niệm rằng là quan niệm là cái râu, cái tóc, cái răng, cái tóc đó, là gốc của con người, mà bây giờ cạo bỏ hết đó, thì đó là những cái điều mà người ta xem như không tốt. Cho nên cái suy nghĩ của người Trung Quốc xưa kia phong kiến đó, thậm chí người ta sinh ra một cái suy nghĩ đó là trọng nam khinh người nữ, hay là người ta nói một cái câu là nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô. Dù là một nam đi nữa nhưng mà người ta vẫn là có, mà dù là một cái 10 cái người nữ đi nữa, là 10 đứa con gái đi nữa thì cũng là không. Đó là cái suy nghĩ của những cái người Trung Quốc ngày xưa, và những cái hình ảnh đó nó đi vào trong cái suy nghĩ của người Việt phong kiến của chúng ta ngày xưa. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng nếu mà một gia đình của mình á, mà mình cha mẹ mà không có hiểu đạo nhiều đó, mà con muốn xuất gia thì chắc có lẽ là nhiều cái sự ngăn cản. Chúng tôi nhớ rằng là nhiều khi đó là lúc mình đi tu á, xuất gia thì ba mẹ không vui, mẹ không vui, anh chị cũng không vui, bởi vì không biết là đi vô chùa như vậy đó, rồi con mình nó khổ, chưa có nghĩ là gia đình, tại vì còn nhỏ quá thì không ai nghĩ đến việc lập gia đình đâu. Nhưng mà rồi là con mình nó khổ, không biết nó có chịu được hay không. Rồi cái trong cái suy nghĩ của mình, có một thời văn hóa của mình á, đặc biệt là đầu thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 đó, do Phật giáo lúc đó nó cũng đã suy, rồi Nho giáo cũng ảnh hưởng. Cho nên là chúng ta thấy rằng người ta nói là đi xuất gia là cái người mà thất thời lỡ vận, cho nên là đi xuất gia. Cho nên trong cái suy nghĩ là cha mẹ cũng không muốn con đi tu, đi xuất gia là khóc miếu máu, cản trở nhiều thứ lắm. Đó là trong cái suy nghĩ phần đông trong người Việt của mình. Ngoại trừ những cái người cha mẹ trong gia đình truyền thống hiểu đạo thì con xuất gia được rất là hoan hỷ. Đó là điều mà chúng tôi nói. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta so lại với là cái người Thái á. Người Thái là do họ ảnh hưởng, cái ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo, ảnh hưởng từ truyền thống từ lâu. Cho nên là con của họ xuất gia đó thì họ rất là mừng, họ rất là mừng, họ rất là mừng.
Cho nên là lúc nào đó có một kỳ nào chúng tôi nhớ, chúng tôi cùng với Thượng Tọa Tệ Siêu đi qua bên Thái mà đi ở bên đó rồi dự cái lễ xuất gia của hai cái chàng thanh niên, một con nhà nghèo, một con nhà giàu xuất gia đó, thì người ta long trọng lắm. Người ta tổ chức từ ở làng, người ta nhà người ta đưa vô chùa trống kèn, người ta đưa vô, người ta mừng, cha mẹ đưa vô trong chùa để mà xuất gia. Do mình ảnh hưởng của truyền thống Phật giáo. Nhưng mà đối với người Thái thì người ta cũng nặng về cái gì? Cái văn hóa thực phẩm, ăn uống. Nhưng mà xuất gia vô chùa thì chúng ta biết là chiều không có được ăn rồi đó. Chiều không được ăn. Trong khi người ta nghĩ đó là cái ăn á, ăn buổi chiều. Đó là một trong những cái mà người ta hưởng thụ. Khi mà mình đã xuất gia rồi thì chiều mình không được ăn. Thì cái người, ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái người xuất gia, họ phải có đủ cái sự can đảm để họ mới từ bỏ những điều đó. Hơn nữa cái văn hóa giữa nam và nữ đó, thì đối với người Thái á, thì cái chuyện lập gia đình họ cũng rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cả hai cái quốc gia Việt Nam và Thái thì chúng ta thấy có một cái suy nghĩ nó đã khác nhau. Nhưng mà bên nào nó cũng, quốc gia nào, dân tộc nào thì nó cũng có nặng cái điều đó. Nặng cái điều thứ nhất là kế thừa truyền thống gia đình, nối lửa tông đường, hay hoặc là văn hóa thực phẩm, tức là ăn uống là cái sự hưởng thụ của người ta. Chúng tôi nói như vậy đó để mình khi mà xuất gia vô trong chùa đó thì không phải là chỉ có hình tướng, không có cái hình tướng không, nhưng mà để mà ghét mình vô trong một cái đã có hình tướng thì phải ghét mình vô trong một cái nội quy củ của chốn thiền môn. Chúng tôi tạm gọi cái gọi là cái chốn thiền môn, chốn thiền môn thì mình phải tá gác mình ghét mình vô ở trong cái chốn thiền môn đó để mà mình tu tập, để mình tu tập. Đặc biệt là khi mình nói đến cái việc mà mình tâm lý xuất gia, thì khi một cái người mà có tâm lý xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình á, thì lúc đó đó mình mới trao dồi, mình tu tập, thực hành giới, thực hành định, thực hành tệ để mong sao mình gột sạch những phiền não. Khi mà mình xuất gia như vậy đó thì thật sự ra đó thì rất là quan hỷ, chư thiên họ rất là quan hỷ. Bởi vì một người được xuất gia như vậy thì chư thiên rất là quan hỷ. Tổ đức chúng ta có nói một cái câu là nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, hay là nói một cái câu là nhất một người làm phước thì cả vạn người hưởng, hay là một người hành đạo thì củ quyền được siêu thăng. Cái câu nói đó đó thì xin thưa quý vị rằng nó nghe nó bao hàm quá. Sự thật ra thì ở đây nó cũng ảnh hưởng ít nhiều từ ở cái người xuất gia đó. Nếu mà họ tu tập tốt đó thì họ có thể hướng được cái thân bằng, hướng dẫn thân bằng quyến thuộc của họ thực hành được những cái thiện pháp. Thì khi mà họ thực hành được những cái thiện pháp như vậy đó, thì họ sẽ có được cái sự lợi lạc, sẽ có được cái sự siêu thoát, hay là có được cái sự an lạc ở trong cái đời sống giờ tu tập này. Vì vậy cho nên là ở đây chúng tôi muốn nói là nếu một người mà xuất gia được á, thứ nhất á, là để có cái tâm lý xuất gia như vậy đó, thì chư thiên rất là quan hỷ đối với cái vị đó. Quý vị còn nghe không ạ? Dạ, chúng tôi sợ nó, quý vị không nghe, thấy nó cà chớp chớp. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì vậy ở đây đó, có thể nói rằng nếu một vị thánh đệ tử của Đức Phật xuất gia, đó là các vị chư thiên họ sẽ quan hỷ rất là nhiều. Từ cái hình ảnh của một cái vị xuất gia đó, chúng ta mới thấy được một điều đó là Đức Phật dạy là cúng dường đến tăng chúng là phước báo thù thắng là vậy. Vì sao? Ở đây quý vị thấy rằng một vị xuất gia, hai vị xuất gia, ba vị xuất gia, cho đến hàng trăm vị xuất gia, thì mỗi vị xuất gia đó là có cái thiện pháp khác nhau, pháp độ ba la mật khác nhau, thiện duyên khác nhau. Nhưng mà mỗi vị lại cũng có những cái hạnh nguyện khác nhau. Có vị thì nguyện thinh văn, có vị thì nguyện độc giác,
rồi có vị thì nguyện toàn giác, vân vân. Thì nếu những vị này đều tu tập hết á, thì đều đạt cái được cái sự giải thoát, và cái sự lan rộng đó đó nó sẽ trở thành một cái phước báo. Vì vậy Phật dạy rằng là cúng dường đến với tăng chúng, sự vô cúng dường vô phân biệt đối với tăng chúng đó là một cái phước báo thù thắng. Chúng ta lưu ý gì ạ? Đó là một trong những cái hình ảnh thứ nhất mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói ở đây, đó là thỉnh thoảng nghe các chư thiên giống như là tán tụng vang lên vậy đó, vang lên giữa hư không, vang lên ở các cái cảnh giới của các vị chư thiên. Bởi vì thấy ở đây là sa thú lành thai, có một vị này, một vị nam tử này xuất gia như vậy. Cho nên chúng tôi nói rằng người Việt của chúng ta có một điều, đó là nếu người không hiểu đạo đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng là ông sư hay là ông thầy phải tu như thế này như thế nọ, phải tu theo cái ý của mình. Cái ý của mình thích như vậy thì ông phải tu như vậy, cái ý của mình thích như thế kia thì ông phải tu như thế kia. Nhưng mà mình không biết rằng là mình phải tu tập ra sao. Mình chỉ mong người khác tu tập vậy thôi. Mà cái gì nó không đúng như ý của mình thì cho rằng là cái vị này tu không đúng, cái vị này tu không tinh tấn, cái vị này không có sai. Nhưng mà mình nghĩ rằng nghĩ vị này sai rồi, mình nghĩ rằng nếu mà mình đặt mình vào trong cái vai trò của một cái vị xuất gia thì chúng ta sẽ thấy rằng mình để mà có một cái tâm lý xuất gia đó thì phải nói rằng nó cực kỳ là văn gian trực. Bởi vì cái người tu là cái người phải đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự kham nhẫn, đầy đủ sự tinh tấn thì chúng ta mới có thể tu bền và tu tốt được. Chúng tôi muốn nói như vậy. Cái điều thứ hai ở đây đó là Đức Phật ngài nói rằng là các vị chư thiên sẽ tán thán và ca tụng đối với những cái vị mà tu tập thất bồ đề Phật, bảy bồ đề Phật. Bảy đề bồ đề phần ở đây đó là chúng tôi nói là bảy pháp mà đưa đến giác ngộ. Mà bảy pháp này thì trong kinh gọi là bảy pháp mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải tu tập. Cái thứ nhất đó là Đức Phật ngài nói là có cái niệm giác chi. Quý vị thấy có thể nói rằng niệm bảy đồ đề phần này nói cho chính xác hơn nữa là nó nằm ở trong một cái đời sống tu tập của một cái người thiền tập, một cái người thiền tập mà tu để hướng đến giác ngộ này. Nhưng mà mình nói cho nó rộng hơn á, nói chi tiết hơn á, thì bao gồm cả từ thấp lên cao á, là trong đời sống hàng ngày chúng ta có được bảy cái pháp này nó cũng là cái tốt. Mặc dù nó không liên tục, nó không lớn mạnh, nhưng mà nó có bảy được cái pháp này thì chúng ta nghĩ đó là cái chiều hướng, cái đường hướng tốt để hướng chúng ta đến giác ngộ. Cái thứ nhất là có cái niệm giác chi, Đức Phật ngài nói vậy. Tức là chúng ta trong đời sống hàng ngày, cái chánh niệm á, cái chánh niệm để ghi nhận bén nhạy ở trong cái đời sống tu tập của mình rất là quan trọng. Chúng tôi nói ở đây đó là nhiều khi mình làm những việc gì, mình biết, mình ghi nhận, mình biết rõ được cái việc mình đang làm, mình có một cái sự ghi nhận, biết rõ, chú tâm vào trong đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng đã có được cái sự lợi lạc. Ngay cả chúng tôi nói nè, là bây giờ quý vị thấy rằng mình học kinh, hay là mình xem kinh, hay hoặc là mình ngồi thiền, cái việc đó đã trong đời sống hàng ngày, hoặc là mình tụng kinh. Mình tụng kinh mà mình bị thất niệm á, mình lộn trước lộn sau, mình quên trước quên sau, trước ra làm sao, sau ra làm trước. Mình coi kinh á, mà mình bị thất niệm á, thì mình không có nhớ được những cái gì, mặc dù xem qua rồi chúng ta không nhớ được. Cho nên là chúng ta cần phải có cái chánh niệm. Rồi tụng kinh cũng vậy. Rồi chúng ta làm cái việc gì mà nếu chúng ta có một cái sự ghi nhận, biết rõ, bén nhạy ở trong cái đề mục tu tập của mình. Ví dụ bây giờ mình nghệ đề mục hơi thở ra vào đi, ví dụ vậy. Đề mục hơi thở ra vào, tức là hơi thở vô mình biết ghi nhận biết hơi thở vô, hơi thở ra mình ghi nhận biết hơi thở ra, hơi thở mạnh thì mình biết hơi thở mạnh,
hơi thở yếu, mình biết hơi thở yếu. Cái ghi nhận đó đó đòi hỏi cái người tu tập đó cần phải có chánh niệm rất là nhiều, mạnh, nhảy bén thì mình mới có thể ghi nhận được. Còn không thì nó bị sao lãng, trong một vài giây thì nó bị sao lãng, nó quên mất. Nó quên thì mình phải lại làm lại. Và có làm đi làm lại như vậy đó thì nhiều lần và nhiều lần, trong kinh gọi là nhiều lần và nhiều lần, thì chúng ta mới có thể thuần thục được. Mà ở đây nói đến niệm giác chi là nói, chúng tôi muốn nói cả hai phương diện. Cái phương diện trong đời sống hàng ngày chúng ta có trao dồi. Cái phương diện thứ hai là trên phương diện của một cái người tu tập thiền tập, tu thiền tập để chúng ta đi đến cái giác ngộ. Đó là điều mà quan trọng. Cái thứ hai nữa, pháp thứ hai ở đây Đức Phật Ngài nói trong thất giác chi đó, đó là gì? Chúng ta có một cái trí tuệ thẩm sát, sắc bén, thẩm sát cái nhận thức sâu sắc về cái gì? Sâu sắc về cái sự sanh diệt của thân và tâm mình, danh và sắc này. Chúng ta biết rằng cái ý niệm mà chúng ta nghĩ tưởng đến nó, hoặc là chúng ta nói bây giờ chúng ta ghi nhận như vậy, hoặc là chúng ta đang buồn, chúng ta đang vui, chúng ta ghi nhận, cái đó là cái tâm của chúng ta. Cái thân của chúng ta có cảm thọ thì chúng ta ghi nhận cái cảm thọ đó. Cái ghi nhận đó đó nó quan trọng lắm. Cái ghi nhận nhờ cái chánh niệm đó thì cái trạch pháp, tức là cái trí tuệ nhảy bén lên, chúng ta mới có thể thấy rõ được cái sự sanh diệt biến hoại vô thường, khổ và rỗng không vô ngã ở trong thân và tâm này. Nếu chúng ta không có bén nhạy, không có cái trạch pháp giác chi thì chúng ta không có thể nào biết được việc đó. Cho nên cái ý niệm của chúng ta nó hàng loạt, cái tâm của chúng ta hàng loạt sanh khởi lên. Khi chúng ta nhìn lại nó thì nó đã hàng loạt sanh khởi rồi, hàng loạt sát na sanh khởi rồi. Cho nên cái người mà có chánh niệm tỉnh giác đó, thì cái người đó họ mới có thể có một cái trí tuệ bén nhạy thấy được cái ý niệm đó. Cái ý niệm đó, giống như là cái ý niệm đó là tâm. Nhưng mà cái mà thân của chúng ta nó cái thân của chúng ta mà nó xúc chạm đó, thì đó là thân, đó là sắc. Giống như là cái ý niệm muốn dở cái bàn chân lên để mà đi thì cái ý muốn đó nó thuộc về tâm. Nhưng mà rồi cái chân chúng ta dở lên thì chúng ta phải biết đó là sắc. Sắc. Rồi trong cái sự xúc chạm đặt cái bàn chân xuống, ý mình muốn đặt cái bàn chân xuống để đi thì cái ý muốn đó là thuộc về danh. Nhưng mà rồi là tâm. Nhưng mà rồi cái chân mà chúng ta xúc chạm với lại mặt đất á, thì cái đó là sắc. Chúng ta biết vậy trong sự xúc giác của chúng ta. Như vậy thì cái người mà có trạch pháp á, là nhờ có chánh niệm lâu ngày chày tháng như vậy đó, bền gọi là vững chắc như vậy, thì cái trí tuệ, cái trạch pháp á, có thể sanh khởi lên, thì họ mới có thể thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Họ thấy được cái sự biến hoại vô thường ở trong danh sắc, trong từng sát na danh và sắc này, thấy sự khổ ở trong cái từng thân và tâm này, từng sát na ở trong thân và tâm này. Vì ấy thấy rõ, thấy bản chất của sự biến hoại, thấy bản chất của sự khổ. Sự khổ là sao? Bởi vì nó không bền vững, nó thay đổi, nó bức bách. Chính vì vậy cho nên nó luôn luôn có một hiện trạng của sự khổ. Cái khổ mà chúng ta cảm nhận là tại vì tôi bị bệnh quá tôi khổ, hay là tôi đói quá tôi khổ, hay là đời tôi sao khốn quá cho tôi khổ, thì cái khổ đó chúng ta nhận là nhận xét cái chung thôi. Còn cái khổ mà chúng ta nhận ở trong mỗi sát na để thấy được bản chất của khổ vô thường ở trong thân và tâm này đó, thì quả thật là cái người đó phải có sự bén nhạy ở trong trạch pháp giác chi. Đó là như vậy. Khi nào chúng ta thấy được vô thường, thấy được sự khổ, thì thật sự là chúng ta mới có thể là một phần nào đó chúng ta mới nhàm chán được đối với thân và tâm mình. Rồi một phần nào đó chúng ta mới có thể ly tham được. Đó là nói trong tiến trình tu tập. Tiến trình tu tập. Bây giờ nói đến cái chi pháp thứ hai ở trong trạch pháp giác chi, thứ ba ở trong trạch pháp giác chi, đó là sự tinh tấn, hay là cần gọi là cần giác chi. Như vậy thì chúng tôi muốn nói ở đây đó là sự nỗ lực ở trong đời sống tu tập của mình. Nếu như mà mình không có nỗ lực thì không thể được.
Có khi đó là chúng ta nỗ lực trong một cái sự mệt mỏi, nỗ lực ở trong một cái sự giả dụi, để rồi chúng ta thấy như là sự mòn mỏi vậy đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng có cái sự nỗ lực ở trong đó. Nỗ lực không có lui sụp lại, mà chúng ta luôn luôn có cái sự tinh tấn để vươn lên, vượt lên. Thiện pháp chúng ta thực hành trong cái việc mà lúc mà chúng ta đang hành pháp đó, hành đạo đó, đang hành thiền đó, cũng vậy, chúng ta giữ cái tâm của mình phải có cái sự tinh tấn, chứ không phải rồi thôi mình nghỉ đi, mình nằm xuống mình nghỉ, ngủ cho nó thỏa mãn cuộc đời này, hay là mình nghỉ ngơi vân vân, thì cái sự đó là nó thiếu đi cái sự tinh tấn. Chúng ta có nhớ ở trong kinh có nhắc đến một cái vị tỳ kheo mà khi mà hành đạo mà ở giữa trưa nắng vậy đó, thấy nắng nóng quá, vị ấy quán tưởng là cái nóng này nó không chăng là bao, nó cũng không có nóng bằng so với nóng ở địa ngục đâu. Cho nên là vị đó tinh tấn hơn đó. Mặc dù là đổ mồ hôi, đổ mồ kê vậy đó, nhưng mà vị đó ráng cố gắng tinh tấn thì vị đó mới có thể giác ngộ được, mới có được cái sự an lạc. Thì đó là nghĩ, đó là mình khéo tác ý. Trong kinh gọi đó là Yoniso Manasikara, tức là như lý tác ý, hay là khéo tác ý. Mình nghĩ vậy để rồi mình có được cái sự tinh tấn. Mình so sánh với lại nếu mà nóng ở đây, nóng ở cõi địa ngục cũng chẳng là cái gì, chẳng là bao. Cho nên cố gắng tinh tấn thôi. Là vậy. Đó là một trong những cái ý nghĩ từ ở cái gọi là khéo tác ý đó mà vị đó có được cái sự tinh tấn. Cái thứ tư ở trong cái chi pháp gọi là thất giác chi này đó, thì là có hỷ, tức là có sự hưng phấn ở trong nội tâm của mình, có một cái sự quan hỷ phỉ lạc ở trong nội tâm. Thật sự là vậy. Đến lúc nào đó thì cái tâm mình nó thật sự là có cái sự an tịnh, thì chúng ta cảm thấy nó sự quan hỷ lắm. Không ăn cơm cũng không thấy đói nữa. Cũng không còn nghĩ đến cái thời gian nữa. Chúng tôi nói để vậy để cho quý vị thấy rằng người ta có cái sự khỉ lạc ở trong nội tâm á. Cho nên là đối với các cái sự tiếp xúc ở bên ngoài, ví dụ như mình á, quen với cái gì thì mình nghĩ rằng mình hưởng thụ cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà cái người mà an lạc ở trong cái nội tâm á, tức là có được cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm á, thì không phải là đối với sự hưởng thụ ở bên ngoài, mà là cái nội tâm của họ được an tịnh thì tự động là họ có được cái sự hỷ lạc. Và chính cái sự hỷ lạc đó đó và làm cho họ sẽ đi đến sự an tịnh. Chúng ta thấy là vậy. Cái hỷ lạc của mình là cái hỷ lạc ở bên ngoài, cái hỷ mà gọi là cái hỷ lạc ở trong cái sự hưởng thụ ngũ dục, thì có cái đó đó mình vui, không có cái đó thì mình buồn, mất cái đó thì mình khổ, có cái đó thì mình lạc, vân vân. Nhưng mà đối với là cái người hỷ lạc ở trong thiền á, thì cái này đó nó không từ bên ngoài mà từ ở cái nội tâm. Do rằng cái thiện pháp của mình, do cái đời sống tu tập của mình có được cái sự vững vàng như vậy, thì cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm nó có. Cho nên ở đây muốn nói đến cái hỷ lạc đó là hỷ lạc cái sự phấn chấn, hưng chấn từ ở cái nội tâm, phỉ lạc từ ở nội tâm, hay là cái hân hoan, để rồi từ khi đó cái tâm của mình nó có thể an trú hơn do cái sự hỷ lạc đó. Và cái thứ năm ở đây là nói đến cái tịnh giác chi, tức là một cái sự yên tịnh từ ở cái nội tâm của mình, vắng lặng. Quý vị thấy rằng là đến một lúc nào đó, cái nội tâm của một cái vị hành giả thật sự là có được cái sự yên tĩnh, vắng lặng. Chúng tôi nói ví dụ mà mình trông mong ai thì người đó đến mình vui. Mình hướng đến cái tai của mình, hướng đến cái âm thanh gì đó, mình muốn nghe thì có được cái âm thanh đó thì mình vui, vân vân. Nhưng mà đối với cái sự an tịnh từ nội tâm á, ở đây là nó vắng lặng từ ở bên ngoài cho đến ở nội tâm. Tức là bây giờ cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, tâm của vị đó không có hoàng, không có màng đến. Vì vậy cho nên trong kinh Phật dạy gọi là quá khứ không tri tầm đó, vị lai không ước vọng, chỉ biết pháp hiện tại, thiền quán chính là đây đó. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả Đức Phật dạy vậy. Cho nên cái việc mà một người mà có cái nội tâm được an tịnh, tức là cái tâm nó tự động, thân nó vắng lặng, thân nó được an tịnh,
tâm được an tịnh như vậy thì cái nội tâm của vị đó sẽ là không có bị xáo trộn bởi bất cứ một cái gì ở bên ngoài. Vì vậy thì cái tâm nó sẽ được an tịnh. Cái phần này đó chúng tôi muốn nói, tức là trong cái giai đoạn tu tập thiền của một cái vị hành giả mà đi đến cái đạo lộ mà sắp sửa đạt được cái sự giải thoát đó, an lạc đó. Vậy thôi. Rồi cái thứ sáu ở đây là nói đến cái định giác chi, tức là cái nội tâm đó an trú, vững trú trên một đề mục. Đề mục nào mà một vị hành giả theo dõi? Đề mục đất, đề mục nước, đề mục lửa, hay là đề mục về hơi thở, hay đề mục gì đó, vân vân. Thì cái đề mục nào mà mình đang theo dõi đó thì mình tập trung cái tâm của mình, tập chú cái tâm của mình vào ở trong cái đề mục đó, vào trong cái đề mục, kháng khích với cái đề mục đó, không rời cái đề mục đó. Thì chính vì vậy cho nên cái tâm của mình nó không có lo động. Sở dĩ mà mình trong một trạng thái hụt hẫng, trong một thái bồn chồn, trong một trạng thái lo âu của cái sự mất mát, buồn tủi của cái sự mất mát, háo hức ham muốn với cái sự mong muốn, với cái sự thành tựu hay có gì đó, thì cái trạng thái đó là tâm không có vững được. Nhưng mà một người mà có một cái định giác chi sanh khởi đó, thì cái tâm của họ luôn luôn kháng khích và trú ở trong cái đề mục, không rời với cái đề mục, tâm không có loạn động. Và chính không có loạn động đó, thì nó không có bị chao đảo, nó không có bị việc này việc kia, mà tâm mình nó sẽ được cái sự an lạc. Và cuối cùng thì vị đó sẽ được cái gọi là cái xả giác chi, tức là sự dung hòa, một cái trạng thái mà ở thân và tâm nó có được cái sự an tịnh một cách hoàn toàn, và cái tâm của mình nó không có bị dính mắc cái gì hết, và bình thản, không có không có bị chi phối những cái gì. Trạng thái của những cái vị đó đó là thấy rõ, biết rõ được cái sự sanh diệt của thân và tâm này, và vị đó không có lo âu, không có bồn chồn, không có thấy rõ được cái sự sanh diệt của pháp hữu vi là như vậy. Cho nên là ở đây chúng tôi muốn nói thất giác chi này ở trên cái phương diện của đời sống hàng ngày chúng ta trao dồi cũng được, hoặc chúng ta nói đến cái khía cạnh trên phương diện của một cái người tu tập thiền mà đưa đến cái sự giác ngộ, hướng đến cái sự giác ngộ, mà những cái pháp này là cái nền tảng để đưa đến giác ngộ. Cho nên cái vị hành giả mà đạt được những cái này đó, thì những cái pháp này đó thì chư thiên họ cũng ca tụng, chư thiên họ cũng tán thán. Bởi vì sao? Ít nhiều cái vị này sẽ là chiến thắng với ác mà. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ví một cái người tu hành, vị hành giả tu hành như là một cái chiến sĩ, một vị chiến sĩ. Ở trong kinh Tăng Chi có một cái phẩm gọi là phẩm chiến sĩ. Thì ở đây đó là ví cái người tu hành của chúng ta đó là như một chiến sĩ. Chiến sĩ ở bên ngoài thì xông pha trận mạc ở mặt trận bên ngoài, mặt trận bên ngoài, tức là đánh đông dẹp tây gì đó. Nhưng mà rồi đó là cái chiến sĩ tâm linh, hay là chiến sĩ ở trong Phật giáo của chúng ta là những cái người tu mà đang chống đối lại việc, tức là chống phá những ác ma. Ác ma mà ở đây thứ nhất là phải nói đến cái phiền não ma của chúng ta. Cái phiền não nó dày dò dữ lắm, nó dày dò, và nhiều khi nó ngự trị, và nhiều khi nó điều phối của chúng ta, nó điều phối chúng ta. Và đối với một cái người tu á, là một chiến sĩ để xông pha trận mạc chiến đấu với lại ác ma đó, tức là giặc lòng của chúng ta đó, giặc lòng của chúng ta. Cho nên nếu mà mình hiểu như vậy đó, thì cái người này đó, cái người mà chiến đấu với ác ma, thì khi mà thắng được ác ma thì cái người đó, ác ma mà phiền não á, nó không còn á, thì cái sanh tử nó không còn, gọi là tử thần ma nó không có, rồi ngũ uẩn ma nó cũng không tái hiện, ngũ uẩn ma không tái hiện. Bởi vì khi nào phiền não còn á, thì chúng ta còn hành động, cả hành động thiện và hành động bất thiện. Do có hành động thiện và hành động bất thiện đó, cho nên chúng ta có cái sự hữu trong cuộc đời này. Vì trong giáo lý duyên sinh là gì? Đó là do hành cho nên là duyên cho thức,
Cho nên là thức là sẽ là duyên cho danh sắc mà thôi. Chúng ta lưu ý vậy. Chúng ta có mà. Và là danh sắc thì duyên cho lục nhập, vân vân. Thì ở đây muốn nói, tức là một người mà chiến thắng với ác ma, thì cái người đó sẽ được chư thiên, các cái cảnh giới ca ngợi, khen tụng đối với cái vị đó, tán thán vị đó. Cho nên rất là hoan hỷ, cái vị đó rất là hoan hỷ. Chúng tôi nói điều này là nhiều khi ở đâu mà nó có phi nhân nhiều đó, mà nếu mà cái ở đó có các cái bậc mà tu hành chân chánh, đạo cao đức trọng hay là các bậc thánh xuất hiện á, thì chúng tôi nói là phi nhân chỗ đó nó cũng bỏ mà nó đi thôi. Tại vì sao? Đức độ của các vị đó, cái sự cảm thắng của các vị đó nó lớn lắm. Cho nên cái vị đó xuất hiện ở đâu đó, các vị đó mà xuất hiện ở đâu đó, thì có thể là phi nhân là những cái người mà có cái tâm mà xấu đó, tâm bất thiện đó, họ đều bị tránh, đi tránh hết. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Vì vậy cho nên ở đây đó là cái sự mà một người mà thực hành pháp thất giác chi đó, thì cái người đó sẽ được là chư thiên tán thán, đặc biệt là những vị này đều phục được ác ma, đều phục được ác ma do tu tập gọi là 77, 37 hay là 7 pháp giác chi này. 7 pháp giác chi này nói cho cụ thể hơn ở trong cái phương diện của cái người hành đạo đó, để đưa đến giác ngộ rõ ràng là vậy. Rồi nói đến cái chi pháp thứ ba ở đây, đó là nói đến cái người mà tu tập gọi là vô lậu an trú, mà vô lậu tâm giải thoát và tệ giải thoát. Cái điều này rất là quan trọng. Tức là nói đến một vị thánh đệ tử của Đức Phật mà vừa có tu tập thiền chỉ, chứng các cái thiền chứng, chứng các cái thiền chứng, đặc biệt tứ thiền ở trong sắc giới, tứ thiền trong sắc giới, chứng các cái thiền chứng, chứng các thiền chứng. Đệ tử của Đức Phật thì có những vị đó là chứng tam minh, có vị thì lục thông, có vị thì tứ tuệ phân tích, vân vân. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là có vị thì chỉ chứng giải thoát, đạt được cái sự giải thoát, tức là đoạn trừ lậu hoặc, do cái trí tuệ ở trong cái sát na định đó mà cắt đứt phiền não, cho nên là vị đó không có còn, không có còn cái căn nhân sanh tử nữa. Và vị đặc biệt là cái gọi là vô lậu tâm giải thoát á, ở đây đó là nói đến cái tâm mà áp chế được các cái pháp triền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, tạo hối cái, hoài nghi cái, hôn tùy cái đó. Nhờ tu thiền, nhờ thiền chỉ, tức là chứng tu tập mà ở trong các cái đề mục của thiền chỉ, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, vì đó áp chế được các cái triền cái, cái tâm vị ấy vượt lên trên các cái pháp triền cái, không bị cái sự ràng buộc của pháp triền cái nữa. Vị đó có chứng được cái trạng thái gọi là hỷ lạc, gọi vị ấy chỉ đạt được cái gọi là xả và định, tức là đạt được một cái trạng thái nội tâm an tịnh, thật sự là như vậy. Cho nên cái tâm vượt ra khỏi những cái pháp triền cái, thoát ra khỏi những cái sự ràng buộc của triền cái, cho nên gọi là tâm giải thoát. Cái thứ hai nữa là nói đến một cái vị mà do quán chiếu thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy được cái sự biến hoại của các pháp hữu vi, và từ đó vị đấy ly tham, đoạn trừ phiền não, đoạn trừ những cái căn nhân đưa đến cái khổ lậu, khổ luân hồi nữa, không còn nữa. Thì vị ấy do đoạn trừ những cái pháp gọi là phiền não đó bằng trí tuệ, bằng cái trí tuệ, cái trí tuệ nhạy bén này đó cũng chính là những sự trao dồi của thánh trí. Thánh trí ở đây là nói đến tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tứ, tam đạo và tâm tứ đạo. Đặc biệt là nói đến cái tâm tứ đạo,
Bởi vì cái tâm tứ đạo là tâm mà tận sanh khởi lên để tận diệt năm cái thượng phần kiết sử sau cùng. Đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Vì ấy hoàn toàn dứt sạch hết những cái phiền não, đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Đạt được cái sự giải thoát bằng cái trí tuệ của chính mình. Thấy rõ như vậy thì ở đó gọi là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát. Trong kinh thì gọi nó là cái vị gọi là câu phần giải thoát. Tức là cái người mà đạt được hai sự giải thoát, đó là một vị thánh đệ tử, vừa là tu tập thiền chỉ, chứng được các cái thiền chỉ, tức là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, vân vân. Thì vị ấy áp chế được các cái triền cái, tâm vượt ra cả cái triền cái. Đồng thời vị ấy quán chiếu mà chứng được quả vị A-la-hán, đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì vị ấy chứng được quả vị A-la-hán. Vì vậy cho nên là trong kinh gọi là vị mà đạt được cái gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đây là chỉ cho một cái quả vị của một vị A-la-hán. Cho nên ở đây đó, khi mà một vị A-la-hán mà vừa là chứng được cái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó, thì vị đấy được chư thiên ca tụng tán thán, dù là các cái cảnh giới chư thiên đều là có được sự ca tụng và tán thán đó. Và sự thật cái vị đó xuất hiện ở đâu á, thì đều có được cái sự lợi lạc của tất cả những chúng sinh. Vì một khi một cái vị nào được đảnh lễ, được học hỏi nghe pháp hay được cúng dường, thì chúng ta nói rằng hoặc là được tu tập theo các ngài, thì chúng ta sẽ đều được cái sự lợi lạc từ nơi các ngài. Đó là như vậy. Và chư thiên đó là họ sẽ ca tụng đến với các vị đấy. Như vậy thì trong cái bài học hôm nay đó là nói đến cái gì? Đức Phật ngài nói ở trong cái kệ ở đây đó là thấy đệ tử chánh giác chiến thắng trong trận chiến trận, chư thiên cũng đảnh lễ bậc vĩ đại như vậy, bậc trí tuệ chín mùi chúng tôi đảnh lễ ngài. Người được luyện thần thuộc vì ngài đã chiến thắng trận đánh rất khó thắng, ngài đã thắng được, ngài đã chiến thắng được quân đội của thần chết, không còn trở lại gì nhờ giải thoát của ngài. Như vậy các thiên nhân đảnh lễ vị như vậy, vị đạt được mục đích chắc chắn các thiên nhân đảnh lễ trong vị ấy, pháp gì giúp giải thoát khỏi thần chết chi phối. Thì ở đây đó là ở trong cái nội dung của bài này đó là nói đến sự ba sự ca tụng của chư thiên. Một vị mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình và trao dồi của mình ở trong đời sống tu tập này để mà hướng đến cái sự giải thoát, thì cái vị đó sẽ được chư thiên ca ngợi và tán thán cái vị đó. Cái vị thứ hai là nói đến trao dồi tu tập của một cái vị hành giả tu tập về thất giác chi. Ở đây là nói một người tu tập trên phương diện thiền tập mà cái nội tâm đạt được cái thất giác chi. Bởi vì thất giác chi này cũng là một trong những cái pháp đưa đến giác ngộ giải thoát đó. Và cái vị được như vậy đó thì sẽ được chư thiên tán thán ca ngợi và tán tụng cái vị đấy. Và cái vị thứ ba nữa là đến cái vị mà đạt được, cái vị thánh mà đạt được vô lậu tâm giải thoát, đặc biệt là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Vì đó vừa là chứng được thiền chỉ, có các cái pháp thần thông, và vì đó chứng được quả vị A-la-hán, thì thật sự là cái quả vị không gì bằng. Có thể so sánh rằng là quả vị đế vương cũng không bằng, thậm chí vua trời cũng không bằng, vân vân. Mà đây là được cái vị chư thiên tán thán cái vị đó. Như vậy thì chúng ta hiểu cái điều này đó, là cái người mà được xuất gia thì chư thiên cũng được tán thán. Đúng nghĩa ở trong cái xuất gia với cái tâm hướng cầu giải thoát, với cái tâm mà có một cái tâm lý xuất gia. Vị thứ hai thì tu tập thứ
bảy giác chi. Vị thứ ba là chứng được vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Như vậy thì được chư thiên tán thán. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời đó, thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta được an lạc trong đời sống tu tập. Nguyện cầu cho Phật pháp được bền lâu, chư tăng Phật tử được thấm nhuần ở trong Phật pháp, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa. Dạ, Thượng tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, Thượng tọa Minh Hạnh đã rời room. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, sư có trước máy không? Dạ. Dạ, sư Pháp Tính có trước máy không? Dạ, sư Pháp Tính không có trước máy rồi. Dạ. Không có sư Pháp Tính. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân chúc phúc cho rung chúng con được toàn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến Thượng tọa. Dạ. Dạ, thay mặt cho chư tăng rung để chúc cho thí chủ tử. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddha anuva kwe dasada soti. Phawan tu te phawatu sabba mangalang rakhantu sabba de vata sabba thamma anuva kwe dasada soti. Phawan tu te phawatu sabba mangalang rakhantu sabba de vata sabba sangha anuva kwe dasada soti. Phà hoàn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, nê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba hoàn tu bù chi ta so thiền ga ron đề tha vi ha ra măng đa lệ thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang kho ho tu sa ma kho wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rat kham tu sa tham mô
sappe pi thamma cha ri no vut thim sam pa phu nay ya ma thamma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mít.